Đây là bữa sáng giảm cân của mình, một cái trứng và một ly sữa. Đây là hỗn hợp thập cẩm gì đó không biết, chưa thấy cái đầu nhồi thịt nào mà nó cứ như là cái đầu nhồi thịt này. Good bây giờ là mình đang pha kem chống nắng để đi chơi. Mình đang xài cái của này, của cái kem chống nắng này của Life. Cái này nó ra lâu rồi nhưng mà bây giờ mình mua cái này tao cũng hơn một năm mấy rồi, mà để trong hóc bây giờ mới đem ra xài. Được. Cái điều nó hơi cái này nó hơi trắng hơn với da mình một chút, nhưng mà mình thích xài mấy cái loại mà trắng hơn da mình ấy. Kiểu mấy mà nó có cùng tông da với mình không biết là mình có tha đủ hay không ấy. Thà trắng đi mình tha cho mình biết được là mình tha hết cái mặt mình rồi, nhưng mà nó trắng lúc đó, nhưng mà tầm 2-3 phút sau thì nó cũng tiệt vào da mình, nên là bây giờ là tầm đâu 12 giờ trưa, nhưng mà bây giờ mình mới ngủ dậy và bây giờ thì sẽ đi ăn sáng rồi sau đó sẽ đi đâu đó chơi, vì hôm nay cả hai đứa đều được nghỉ làm, thành ra là sẽ đi chơi nhưng mà chưa sẽ đi đâu. Trời hôm nay thì không nắng không mưa, mát mẻ, muốn đi biển tại vì sắp tới mùa đông rồi, thành ra mình cũng muốn đi biển trước khi mùa đông mới tới, tại vì mùa đông mới tới là không thể đi biển được. Vậy thôi, nhìn đi, trời ơi như một con heo. Của mình chỉ có chút xíu này thôi. Đây là phần của mà bagel and orange. Đây là loại bánh mì mà the hot sauce makes all the difference. Trời ơi, đang ở biển rồi các bạn ơi, nhưng mà thật sự bây giờ rất là nắng, mình không nghĩ là nó nắng như vậy luôn. Cũng hơn là hình show nó đưa cái kem chống nắng body cho mình xài, nhưng mà không biết là nó có work hay không, tại vì chỉ số SPF của nó chỉ mới có 30 thôi. Mà trời rất 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 là nắng, trời ơi chết mất. Trời ơi, mùi cái đó, cái đợt nắng mà đi San Francisco nó còn chưa nhả xong, bây giờ thêm cái đợt này nữa chứ. Thôi không biết sao nữa.
trong cuộc đời tôi chưa thấy một cái đôi giày nào mà nó bánh bèo như đôi này. Trời ơi, thiệt hay giỡn với trời. Ôi má ơi. Không ngờ. Hello, men ơi. Hôm nay Tuấn lại đi coi giày nữa. Là Tuấn rất thích đôi này. So dễ thương hiền. Thích quá đi. Nãy giờ mua thêm một đôi màu xanh lá nữa. Trời ơi, có điên không? Thích quá. Bây giờ là 12 giờ đêm. Vừa mới qua ngày tháng 5. Nghĩa là mùng 2 âm lịch ở phía dưới. Và bây giờ mình sẽ đi ăn mì gói. Tại vì hôm qua là mình ăn chay nên là mình ăn, chỉ ăn cơm với xì dầu trong tầm lúc 6-7 giờ vậy. Mình lại rất là đói và rất là không có gì để ăn, mà phải chờ tới qua ngày hôm sau thì mới được ăn. Nên là tới thức tới bây giờ đã chờ, đã được kịp. Mình sẽ ăn mì gói rồi mình sẽ đi ngủ. Ngày mai mình có rất là nhiều hoạt động để làm. Mình sẽ cố gắng vlog vào cho mọi người xem. Hay bây giờ là mình đang trên đường đi gặp bạn, sẽ đi ăn đồ Thái. Chỗ này nó mới tìm ra cũng chưa bao giờ ăn thử, mà hy vọng sẽ ăn được. Kén ăn đồ Thái, vì lần nào ăn đồ Thái xong cũng bị đau bụng hết nên là cũng sợ. Mình đang ở trên Miss Town, mình đang đi lấy đồ cho cái chạy event mà mình sẽ tham gia vào chủ nhật tuần này. Mình sẽ cho mọi người đi vào đó xem. Bây giờ thì mình sẽ đi gặp bạn ăn tối tiếp. Hôm nay thì chỉ có anh và em thôi. Xin trả lại. Bye.